hello xin chào tất cả các em đã đến với kênh Phong UMO. thì Hôm nay mình sẽ cập nhật à, à, cái dự án à, Tomato App ha. Thì đây là một cái dự án khai thác à, tomato. Có nghĩa là mình sẽ thu hoạch cái những cái trái cà chua. À, thì đây là một dự án được khai thác trên Telegram và được tạo ra bởi cái dự án là Bitget Wallet. À, thì à, à, Bitget Wallet là một cái dự án thuộc về ví à, trên cái hệ sinh thái của sàn Bitget anh em nha. Thì đây là một dự án và nói là cực kỳ chất lượng ha. Thì nay mình sẽ cập nhật cho anh em cách để anh em có thể nhận thưởng với chú chuột hamster này. Thì ở trên màn hình ha, ngồi cái việc mà anh em có thể là bấm vào play now để chơi game. Đó, thì cứ mỗi lần mời bạn bè thành công thì anh em sẽ nhận được một lượt chơi. ha Thì bây giờ mình sẽ chơi một cái lượt. ha Thì ở trên đây anh em sẽ dùng cái ngón tay để anh em vuốt thu thập những cái trái cà chua. Đó. Thì mỗi lần thu thập như vậy là mình sẽ nhận được những cái điểm. ha từ trái cà chua. Anh em lưu ý là né những cái quả bơm ra, à, còn những cái ngôi sao thì anh em có thể là vuốt để anh em sẽ đóng băng những trái cà chua ha. Thì khi đó anh em sẽ thu hoạch. À, những cái ngôi sao thì nó sẽ thu hoạch đóng băng cà chua ha mình sẽ tranh thủ thu hoạch trong cái thời gian đóng băng. Rồi, như vậy là mình đã nhận được 351 điểm ha. Rồi, đó là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ quay ra ha. Thì à, ở đây là cái phần task ở giữa này thì à, sẽ có những cái nhiệm vụ ha. Anh em vào đây làm hết tất cả nhiệm vụ nha. Rồi. Anh em trở lại cái phần hôm Thì hôm nay à, mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em có thể là nhận cái phần thưởng từ chú chuột hamster. Ha. Rồi thì để nhận được cái phần thưởng từ chú chuột Hunter ha thì anh em sẽ đánh như sau. Thứ nhất là anh em sẽ đánh vào cả uh, táp vào chú chuột một cái nè. Rồi anh em sẽ táp vào cái quả cà chua lấp ló ở phía sau. Cái bảng này là táp 4 lần ha. Và anh em sẽ táp một lần nữa là vào chú chuột lại một lần nữa ha. Như vậy là một uh, đây là 4 ha và đây là một. Rồi anh em sẽ táp ha, táp vào chú chuột một một 1 4 1 nè. Đó, táp chú chuột một lần sau đó là vẽ cà chua là màu đỏ phía sau cái bảng là bốn lần và táp lại chú chuột một lần nữa ha rồi nè 1 một hai ba bốn một 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 hai ba bốn một rồi nhận ha ok bây giờ mở này mở hộp quà này rồi bây giờ mình nhận được là hai ngàn tomato luôn nha cực kỳ ngon thì đây là những cái phần thưởng mà liên quan đến chú chuột hamster À, mỗi ngày nó sẽ có một cái cách đánh khác nhau ha. Thì mình sẽ cập nhật à, cho anh em về cái phần thưởng combo này Rất là giá trị ha à, 2.000 cái tô, cái tô à, tomato cực kỳ lớn đó, em nha Rồi à, thì anh em sẽ join vào nhóm telegram dưới phòng mô tả video Mình à, sẽ cập nhật thông báo về cái à, giải thưởng về chú chuột ham này hàng ngày Đó thì đây là dự án cực kỳ chất lượng Nếu anh em đã chưa tham gia thì có thể xuống phòng mô tả video kết bạn đăng ký ha Và xem lại cái video mình đã hướng dẫn cho anh em cách đăng ký Nha rồi ok thì video này xin kết thúc ha. À, nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.